Kiếp thứ nhất, một Phật, công đức hải. Thứ hai, công đức đăng. Thứ ba, diệu bảo tràng. Thứ tư, hư không trí. Vị Phật thứ nhất là Phật công đức hải, vị thứ hai là Phật công đức đăng, vị thứ ba là Phật diệu bảo tràng, vị thứ tư là Phật hư không trí. Thứ năm, liên hoa tạng. Thứ sáu, vô ngại huệ. Thứ bảy, pháp nguyệt vương. Thứ tám, trí đăng luân. Vị Phật thứ năm là Phật liên hoa tạng, vị Phật thứ sáu là Phật vô ngại huệ, vị thứ bảy là Phật pháp nguyệt vương, vị thứ tám là Phật trí đăng luân. Thứ chín, lưỡng túc tôn, bảo diệm sơn đăng vương. Thứ mười, điều ngự sư, tam thế hòa quang âm. Vị Phật thứ chín lưỡng túc tôn, một tên riêng của Phật là Phật bảo diệm sơn đăng vương. Vị thứ mười, điều ngự sư, một trong mười hiệu của Phật là Phật tam thế hòa quang âm. Các đức Phật như vậy, ta đều từng cúng dường, chưa từng được huệ nhãn và trong biển giải thoát. Các đức Phật nhiều như đã nói ở trên, ta đều đã từng cúng dường các ngài, nhưng ta vẫn chưa đắc được có mắt trí huệ để tiến vào trong biển giải thoát chân chánh. Trong bài kệ đầu tiên, vị dạ thần nói, nhân duyên lúc ban đầu ngài phát Bồ Đề là ở tại kiếp tên là Tịch Tĩnh Âm, còn tường thuật lại tình hình ngài phát nguyện, phát tâm rồi, dần dần cúng dường vô lượng chư Phật vẫn chưa đắc được mắt trí huệ. Đây là do chưa được mười giải chánh huệ mình, cho nên chúng ta có thể biết phải dùng vô lượng máu mồ hôi để tưới tầm, khiến cho mầm Bồ Đề sinh rễ, khai hoa kết trái. Kiếp thứ hai, từ đó thứ tự có cõi nhất thiết bảo quang, kiếp đó tên Thiên Thắng, 500 Phật ra đời. Từ đó về sau, thứ tự lại có cõi nhất thiết bảo quang, kiếp đó tên Thiên Thắng, có 500 vị Phật xuất hiện ra đời. Thứ nhất Nguyệt Quang Luân, thứ hai hiệu Nhiệt Đăng, thứ ba hiệu Quang Tràng, thứ tư Bảo Tu Di. Vị Phật đầu tiên là Phật Nguyệt Quang Luân, vị thứ hai là Phật Nhiệt Đăng, vị thứ ba là Phật Quang Tràng, vị thứ tư là Phật Bảo Tu Di. Thứ năm hiệu Hoa Diệm, thứ sáu hiệu Đăng Hải, thứ bảy Phật Xí Nhiên, thứ tám Phật Thiên Tạng, chín Quang Minh Vương Tràng, mười Phổ Trí Quang Vương. Vị thứ năm là Phật Hoa Diệm, vị thứ sáu là Phật Đăng Hải, vị thứ bảy là Phật Xí Nhiên, vị thứ tám là Phật Thiên Tạng, vị thứ chín là Phật Quang Minh Vương Tràng, vị thứ mười là Phật Phổ Trí Quang Vương. Các đức Phật như vậy, ta đều từng cúng dường, vẫn ở trong các pháp không mà cho là có. Các đức Phật như đã nói ở trên, ta đều đã từng cúng dường, nhưng vẫn ở trong tất cả Phật pháp, vốn không mà ta cho là có, vốn có mà ta cho là không, có và không vẫn chưa phân biệt rõ ràng. Vị dạ thần ở trong nửa bốn cầu kệ tường thuật lại, ngài ở trong kiếp Thiên Thắng thứ hai cúng dường 500 vị Phật, nhưng thời gian lâu dài ngài vẫn chưa thấu hiểu đạo lý tức tâm tự tánh, vẫn chưa đắc được thập trụ thắng tấn. Kiếp thứ ba, từ đó lại có kiếp tên là Phạm Quang Minh, thế giới liên hoa đăng, trang nghiêm rất thủ diệu. Từ đó lại có kiếp tên là Phạm Quang Minh, thế giới tên là Liên Hoa Đăng, thế giới đó rất trang nghiêm thủ thắng vi diệu. Đó có vô lượng Phật, mỗi Phật vô lượng chúng, ta đều từng cúng dường, tôn trọng lắng nghe Pháp. Trong thế giới Liên Hoa Đăng có vô lượng chư Phật, mỗi vị Phật giáo hóa vô lượng chúng sinh, ta đều từng cúng dường vô lượng các đức Phật đó, và còn tôn trọng lắng nghe Pháp của chư Phật nói. Một Phật Bảo Tu Di, hai Phật Công Đức Hải, ba Phật Giác, ba Phật Pháp Giới Âm, bốn Phật Pháp Chấn Lôi. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Bảo Tu Di, vị thứ hai hiệu là Phật Công Đức Hải, vị thứ ba hiệu là Phật Pháp Giới Âm, vị thứ tư hiệu là Phật Pháp Chấn Lôi. Năm là Phật Pháp Tràng, sáu là Phật Địa Quang, bảy Phật Pháp Lực Quang, tám Phật Hư Không Giác, thứ chín Tu Di Quang, thứ mười Công Đức Vân. Vị Phật thứ năm hiệu là Phật Pháp Tràng, vị thứ sáu hiệu là Phật Địa Quang, vị thứ bảy hiệu là Phật Pháp Lực Quang, vị thứ tám hiệu là Phật Hư Không Giác, vị thứ chín hiệu là Phật Tu Di Quang, vị thứ mười hiệu là Phật Công Đức Vân. Các Như Lai như vậy, ta đều từng cúng dường mà chưa thấu rõ pháp để vào biển chư Phật. Các Như Lai như vậy, ta đều đã từng cúng dường mà vẫn chưa thấu rõ triệt để ý nghĩa áo diệu các Phật pháp để vào biển nguyện lực của chư Phật. Kiếp thứ ba này, vị dạ thần vẫn chưa thấu rõ chân thật hạnh pháp của thập hạnh. Kiếp thứ tư, kế sau lại có kiếp tên là Công Đức Nguyệt, bây giờ có thế giới tên là Công Đức Tràng.
Kế tiếp về sau lại có kiếp tên là Công Đức Nguyệt, lúc đó có thế giới tên là Công Đức Tràng. Trong đó có chư Phật, 80 Na Do Tha, ta đều dùng diệu cúng thâm tâm mà cung phụng. Trong thế giới đó có 80 Na Do Tha chư Phật, ta đều dùng đồ cúng dường tốt đẹp không thể nghĩ bàn, dùng tâm trí thành khẩn thiết để cung phụng tất cả chư Phật. Một Càn Thát Bà Vương, hai Phật Đại Thụ Vương, ba Công Đức Tu Di, thứ tư Phật Bảo Nhãn. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Càn Thát Bà Vương, vị thứ hai hiệu là Phật Đại Thụ Vương, vị thứ ba hiệu là Phật Công Đức Tu Di, vị thứ tư hiệu là Phật Bảo Nhãn, thứ năm Lô Xá Na, thứ sáu Quang Trang Nghiêm, thứ bảy Phật Pháp Hải, thứ tám Phật Quang Thắng, thứ chín Phật Hiền Thắng, thứ mười Phật Pháp Vương. Vị thứ năm hiệu là Phật Lô Xá Na, vị thứ sáu hiệu là Phật Quang Trang Nghiêm, vị thứ bảy hiệu là Phật Pháp Hải, vị thứ tám hiệu là Phật Quang Thắng, vị thứ chín hiệu là Phật Hiền Thắng, vị thứ mười hiệu là Phật Pháp Vương. Các đức Phật như vậy, ta đều từng cúng dường mà chưa được trí sâu để vào biển các pháp. Các đức Phật như đã nói ở trên, ta đều từng cúng dường mà vẫn chưa đắc được đại trí huệ thâm sâu để tiến vào biển tất cả Phật Pháp. Đây là do chưa đắc được thâm trí thiện xảo hồi hướng để hướng về biển Phật trí. Thứ năm, kế sau lại có kiếp tên là Tịch Tĩnh Huệ, cõi tên Kim Cang Bảo, trang nghiêm đều tốt đẹp. Kế tiếp về sau lại có kiếp tên là Tịch Tĩnh Huệ, cõi tên là Kim Cang Bảo, rất trang nghiêm tốt đẹp. Trong đó có ngàn Phật, thứ tự hiện ra đời, chúng sinh bất phiền não, chúng hội đều thanh tịnh. Trong cõi Kim Cang Bảo đó có ngàn vị Phật thứ tự xuất hiện ra đời, chúng sinh thế giới đó bớt đi phiền não, nên đại chúng pháp hội đều thanh tịnh. Một Phật Kim Cang Tè, hai Phật Vô Ngại Lực, ba Phật Pháp Giới Ảnh, bốn Phật Thập Phương Đăng. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Kim Cang Tè, vị thứ hai hiệu là Phật Vô Ngại Lực, vị thứ ba hiệu là Phật Pháp Giới Ảnh, vị thứ tư hiệu là Phật Thập Phương Đăng, thứ năm Phật Bi Quang, thứ sáu Phật Giới Hải, thứ bảy Nhẫn Đăng Luân, thứ tám Pháp Luân Quang. Vị thứ năm hiệu là Phật Bi Quang, vị thứ sáu hiệu là Phật Giới Hải, vị thứ bảy hiệu là Phật Nhẫn Đăng Luân, vị thứ tám hiệu là Phật Pháp Luân Quang. 9 Phật Quang Trang Nghiêm, 10 Phật Tịch Tĩnh Quang, các đức Phật như vậy ta đều từng cúng dường. Vị thứ 9 hiệu là Phật Quang Trang Nghiêm, vị thứ 10 hiệu là Phật Tịch Tĩnh Quang, các đức Phật như vậy ta đều từng cúng dường. Bởi thể, bởi chưa thể ngộ sâu pháp tịnh như hư không, du hành tất cả cõi, nơi đó tu các hạnh. Nhưng ta vẫn chưa thể lãnh ngộ thâm sâu diệu pháp tịnh như hư không, để du hành tất cả cõi Phật. Sau đó, ở trong cõi nước chư Phật tu tập các hạnh, đây là vì chưa đắc được pháp thanh tịnh, nhị không chân như của Bậc Thượng. Kiếp thứ sáu, thứ tự lại có kiếp, tên là Thiện Xuất Hiện, cõi tên Hương Đăng Vân, hình thành có sạch dơ. Thứ tự lại có kiếp tên là Thiện Xuất Hiện, cõi tên Hương Đăng Vân là thế giới hình thành có sạch có dơ, chẳng phải hoàn toàn sạch sẽ cũng chẳng phải hoàn toàn dơ bẩn. Ước Phật hiện trong đó, cõi trang nghiêm và kiếp, diễn nói đủ thứ pháp, ta đều nhớ chỉ được. Trong thế giới Hương Đăng Vân đó, có một ước vị Phật xuất hiện ra đời, các ngài trang nghiêm cõi Phật và kiếp. Chư Phật diễn nói đủ thứ diệu pháp, ta đều nhớ chỉ tụng được. Thứ nhất Phật Quảng Xưng, thứ hai Phật Pháp Hải, thứ ba Tự Tại Vương, thứ tư Công Đức Vân. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Quảng Xưng, vị thứ hai hiệu là Phật Pháp Hải, vị thứ ba hiệu là Phật Tự Tại Vương, vị thứ tư hiệu là Phật Công Đức Vân. Thứ năm Phật Pháp Thắng, thứ sáu Phật Thiên Quan, thứ bảy Phật Trí Diệm, thứ tám Hư Không Âm. Vị thứ năm hiệu là Phật Pháp Thắng, vị thứ sáu hiệu là Phật Thiên Quan, vị thứ bảy hiệu là Phật Trí Diệm, vị thứ tám hiệu là Phật Hư Không Âm. Thứ chín Lưỡng Túc Tôn, hiệu Phổ Sanh Thủ Thắng, thứ mười Vô Thượng Sĩ, Mi Gian Thắng Quang Minh. Vị Phật thứ chín hiệu là Phật Phổ Sanh Thủ Thắng, vị Phật thứ mười hiệu là Phật Mi Gian Thắng Quang Minh. Tất cả Phật như vậy, ta đều tưởng cúng dường nhưng vẫn chưa thể tịnh lìa các chướng ngại đạo. Tất cả chư Phật như vậy, ta đều từng cúng dường nhưng vẫn chưa được thanh tịnh để xa lìa các chướng ngại đạo. Đây là kiếp thứ sáu Thiện Xuất Hiện, chưa tịnh chướng tu đạo. Kiếp thứ bảy,
Thứ tự lại có kiếp, tên Tập Kiên Cố Vương, cõi tên Bảo Trảng Vương, tất cả khéo phân bố. Thứ tự lại có kiếp tên là Tập Kiên Cố Vương, cõi tên là Bảo Trảng Vương, tất cả đều khéo phân bố. Có 500 chư Phật xuất hiện ở trong đó, ta cung kính, cúng dường, cầu vô ngại, giải thoát. Trong cõi Bảo Trảng Vương đó có 500 vị Phật xuất hiện ra đời, ta đều cung kính, cúng dường các ngài để cầu pháp môn giải thoát vô ngại. Thứ nhất công đức Luân, kế đó Tịch Tĩnh Âm, kế hiệu công đức Hải, kế hiệu Nhật Quang Vương. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Công Đức Luân, kế tiếp đó là vị Phật Tịch Tĩnh Âm. Vị thứ ba hiệu là Phật Công Đức Hải. Vị thứ tư hiệu là Phật Nhật Quang Vương. Thứ năm Công Đức Vương. Thứ sáu Tu Di Tướng, kế hiệu Pháp Tự Tạng, kế Phật Công Đức Vương. Vị thứ năm hiệu là Phật Công Đức Vương. Vị thứ sáu hiệu là Phật Tu Di Tướng. Vị thứ bảy hiệu là Phật Pháp Tự Tạng. Vị thứ tám hiệu là Phật Công Đức Vương. Thứ chín Phước Tu Di. Thứ mười Quang Minh Vương. Các đức Phật như vậy ta đều từng cúng dường. Vị thứ chín hiệu là Phật Phước Tu Di. Vị thứ mười hiệu là Phật Quang Minh Vương. Các đức Phật như vậy ta đều từng cúng dường các ngài, không bỏ lỡ cơ hội nào. Hết thảy đạo thanh tịnh, khắp vào hết không thừa, mà nơi chỗ nhập môn chưa thể thành tựu nhẫn. Hết thầy đạo thanh tịnh ta khắp vào hết không thừa, mà đối với pháp môn tài chứng nhập vẫn chưa đắc được lục địa thầm thuận nhẫn, vì lục địa được thượng phẩm thuận nhẫn. Kiếp thứ 8. Thứ tự lại có kiếp, tên là Diệu Thắng Vương, cõi tên Tịch Tĩnh Âm, chúng sinh ít phiền não. Thứ tự lại có kiếp tên là Diệu Thắng Vương, cõi tên là Tịch Tĩnh Âm, chúng sinh thế giới đó ít phiền não. Trong đó có Phật hiện 80 na do tha, ta đều từng cúng dường, tu hành đạo tối thắng. Trong thế giới Diệu Thắng Vương đó, có 80 na do tha vị Phật xuất hiện ra đời, ta đều từng cúng dường, tu hành Phật đạo tối thủ thắng. Thứ nhất Phật Hoa Tụ, thứ hai Phật Hải Tạng, ba Phật Công Đức Sanh, bốn Phật Thiên Vương Kế. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Hoa Tụ, vị thứ hai hiệu là Phật Hải Tạng, vị thứ ba hiệu là Phật Công Đức Sanh, vị thứ tư hiệu là Phật Thiên Vương Kế. Thứ năm Mani Tạng, thứ sáu Chân Kim Sơn, thứ bảy Bảo Tụ Tôn, thứ tám Phật Pháp Tràng. Vị thứ năm là Phật Mani Tạng, vị thứ sáu là Phật Chân Kim Sơn, vị thứ bảy là Phật Bảo Tụ Tôn, vị thứ tám là Phật Pháp Tràng. Thứ chín Phật Thắng Tài, thứ mười Phật Trí Huệ. Mười Phật này thượng thủ cúng dường không cùng tận. Vị thứ chín là Phật Thắng Tài, vị thứ 10 là Phật Trí Huệ. 10 vị Phật này là thượng thủ, ta cúng dường các ngài không cùng tận, một chút cũng không giả đãi. Đây là kiếp Diệu Thắng Vương thứ 8, bậc tu đạo tối thắng, vì lục địa bát nhã là thắng đạo. Thứ 7 viễn hành địa, tức là đã đắc được bát nhã thắng đạo, đắc được lục địa vậy. Kiếp thứ 9. Thứ tự lại có kiếp tên là Thiên Công Đức, bây giờ có thế giới tên Thiện Hóa Tràng Đăng. Thứ tự lại có kiếp tên là Thiên Công Đức, lúc đó có thế giới tên là Thiện Hóa Tràng Đăng. 60 ước na do chư Phật hiện ra đời, một Phật Tịch Tĩnh Tràng, hai Phật Samatha. Trong kiếp Thiên Công Đức đó có 60 ước na do tha chư Phật xuất hiện ra đời giáo hóa chúng sinh. Vị Phật thứ nhất là Phật Tịch Tĩnh Tràng, kế tiếp là vị Phật Samatha. Thứ ba Bách Đăng Vương, thứ tư Tịch Tĩnh Quang, thứ năm Vân Mật Âm, thứ sáu Nhật Đại Minh. Thứ ba là vị Phật Bách Đăng Vương, thứ tư là Phật Tịch Tĩnh Quang, thứ năm là Phật Vân Mật Âm, vị thứ sáu là Phật Nhật Đại Minh. Bảy Phật Pháp Đăng Quang, tám Phật Thủ Thắng Diệm, chín hiệu Thiên Thắng Tạng, mười hiệu Đại Hống Âm. Thứ bảy là Phật Pháp Đăng Quang, vị thứ tám là Phật Thủ Thắng Diệm, vị thứ chín hiệu là Phật Thiên Thắng Tạng, vị thứ mười hiệu là Phật Đại Hống Âm. Các đức Phật như vậy ta đều thường cúng dường, chưa được nhẫn thanh tịnh vào sâu biển các pháp. Các đức Phật như vậy ta đều thường cúng dường không có luống qua, nhưng ta vẫn chưa đắc được vô sinh pháp nhẫn thanh tịnh để vào sâu biển tất cả các pháp. Đây là kiếp Thiên Công Đức thứ 9, vì chưa vào được bát địa tịnh vô sinh nhẫn. Kiếp thứ 10. Thứ tự lại có kiếp tên Vô Trước Trang Nghiêm, bấy giờ có thế giới tên là Vô Biên Quang. Thứ tự lại có kiếp tên là Vô Trước Trang Nghiêm, lúc đó có thế giới tên là Vô Biên Quang. Trong có 36 na do tha Phật hiện, một công đức tu di, thứ hai hư không tâm,
Trong kiếp đó có 36 Na Do Tha Đức Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Công Đức Tu Di, vị thứ hai hiệu là Phật Hư Không Tâm, thứ ba Cụ Trang Nghiêm, thứ tư Pháp Lôi Âm, thứ năm Pháp Giới Thanh, thứ sáu Diệu Âm Vân. Vị thứ ba hiệu là Phật Cụ Trang Nghiêm, vị thứ tư hiệu là Phật Pháp Lôi Âm, vị thứ năm hiệu là Phật Pháp Giới Thanh, vị thứ sáu hiệu là Phật Diệu Âm Vân, thứ bảy Chiếu Thập Phương, thứ tám Pháp Hải Âm, thứ chín Công Đức Hải, thứ mười Công Đức Tràng. Các đức Phật như vậy ta đều từng cúng dường. Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Chiếu Thập Phương, vị thứ tám hiệu là Phật Pháp Hải Âm, vị thứ chín hiệu là Phật Công Đức Hải, vị thứ mười hiệu là Phật Công Đức Tràng. Các đức Phật như vậy ta đều từng cúng dường không có luống qua. Đây là kiếp vô trước trang nghiêm thứ 10, vị dạ thần ở kiếp đầu tiên đắc được sơ địa, chưa đắc được địa thứ hai cho đến địa thứ 9, địa thứ 10. Trong kiếp thứ 10 mới được viên mãn nên kiếp đó cũng thuận địa nghĩa. Dùng sơ kiếp tên Tịch Tĩnh Âm đã được sơ địa. Kiếp thiên thắng thứ 2 thiên tức Tịnh Nghĩa cũng thuận ly cấu. Kiếp Phạm Quang Minh thứ 3 thuận phát quang. Kiếp Công Đức Nguyệt thứ 4 thuận diệm huệ, vì mặt trăng có ánh sáng phát quang diệm. Kiếp Tịch Tĩnh Huệ thứ 5 vì thuận thiền tăng. Kiếp Thiện Xuất Hiện thứ 6 vì thuận thiện hiện. Kiếp Tập Kiên Cố Vương thứ 7 công dụng viên mãn vì đã được phương tiện không thể hoại. Kiếp Diệu Thắng Vương thứ 8 thuận nơi bất động vì vô công dụng. Kiếp Thiên Công Đức thứ 9 vì bậc pháp sư. Kiếp Vô Trước Trang Nghiêm thứ 10 vì trí huệ vô trước nhị nghiêm viên mãn. Lại có Phật xuất hiện hiệu là Công Đức Tràng, ta làm Nguyệt Diện Thiên cúng dường nhân trung chủ. Thứ tự lại có Phật xuất hiện ra đời hiệu là Phật Công Đức Tràng, lúc đó ta làm Nguyệt Diện Thiên Thần cúng dường vị nhân trung chủ đó, Phật Công Đức Tràng. Đây là lần thứ hai có Phật xuất hiện hiệu là Công Đức Tràng, tức là trong thời tiết đắc pháp, cũng là ở trước kiếp vô trước đắc được pháp này vậy. Phật đó vì ta nói diệu pháp môn không nương, ta nghe chuyên niệm chỉ sinh ra biển các nguyện. Lúc đó Đức Phật Công Đức Tràng vì ta diễn nói pháp môn vi diệu không nương không làm, ta lắng nghe rồi bèn chuyên tâm nghĩ nhớ thọ trì mà sinh ra tất cả biển đại nguyện. Đây là đắc được địa thứ 8 vô công dụng không nương đại nguyện. Ta được mắt thanh tịnh, tịch tĩnh định tổng trì, hay ở trong niệm niệm đều thấy biển chư Phật. Ta đắc được mắt pháp thanh tịnh và môn giải thoát tổng trì tịch tĩnh định, có thể ở trong niệm niệm đều thấy tất cả biển chư Phật. Đây là đắc được địa thứ 9 vô công dụng diệt định tổng trì. Ta được đại bi tạng, mắt phương tiện rõ khắp, tăng trưởng tâm bồ đề, thành tựu lực Như Lai. Ta đắc được đại bi tạng, tức là trừ khổ ban vui, mắt khắp thấu rõ tất cả phương tiện mà tăng trưởng tâm đại bồ đề của ta, thành tựu mười lực của Như Lai. Đây là đắc được vô công dụng địa thứ 10 thành Như Lai lực. Thấy chúng sinh điên đảo, chấp thường lạc ngã tịnh, ngu si tối che đậy, vọng tưởng khởi phiền não. Ta nhận thấy chúng sinh điên đảo, bỏ giác hợp trần, chạy theo vô minh phiền não, chẳng thường cho là thường, chẳng vui cho là vui, chẳng phải của ta cho là của ta, chẳng tịnh cho là tịnh. Đây là bốn thứ điên đảo. Họ bị vô minh ngu si đen tối che đậy, do vọng tưởng, tâm tham, tâm sân, tâm si mà sinh khởi rất nhiều phiền não. Đi đứng dừng kiến chấp, đến đi biển tham dục, tụ trong các cõi ác vô lượng đủ thứ nghiệp. Họ làm gì cũng đều ở trong rừng kiến chấp, đến đi nơi tâm tham và ở trong biển ái dục. Họ tụ tập trong địa ngục ngạ quỷ xúc sinh các cõi ác mà tạo ra vô lượng đủ thứ tội nghiệp. Trong tất cả các cõi, theo nghiệp mà thọ thân, sinh già chết các họa vô lượng khổ bức bách. Họ ở trong tất cả các cõi, theo nghiệp mà thọ thân, từ khi sinh ra rồi già do bệnh mà chết đủ thứ các hoạn nạn, có vô lượng thống khổ bức bách thân tâm tánh mạng của họ nên chẳng được tự tại. Vì các chúng sinh đó ta phát tâm vô thượng, nguyện được như mười phương tất cả đấng thập lực. Ta vì những chúng sinh tội khổ đó mà ta phát tâm vô thượng bồ đề, nguyện ta được giống như tất cả đấng thập lực trong mười phương, duyên Phật và chúng sinh sinh khởi mây đại nguyện, từ đó tu công đức hướng về đạo phương tiện. Ta nhờ duyên Phật và chúng sinh mà sinh khởi mây đại nguyện, từ vị Phật đó mà ta tu tất cả công đức, ta hướng về Phật đạo phương tiện. Mây nguyện đều che phủ và khắp tất cả đạo, đầy đủ ba la mật khắp cùng trong pháp giới. Mây đại nguyện của ta phát ra đều che phủ ta, khiến cho ta vào khắp tất cả Phật đạo,
mà đầy đủ pháp môn ba la mật đến bờ kia tận hư không khắp pháp giới đều là nơi ta hành Bồ Tát đạo. Sớm vào nơi các địa biển phương tiện ba đời, một niệm tu chư Phật tất cả hạnh vô ngại. Ta sớm tiến vào các quả vị thập địa biển phương tiện quá khứ hiện tại vị lai ba đời. Ta ở trong một niệm tu hành hạnh môn của chư Phật tất cả đều là hạnh môn viên dung vô ngại. Phật tử, ta bấy giờ và được đạo phổ hiển, biết rõ mười pháp giới tất cả môn khác biệt. Phật tử, người có biết lúc đó ta vào được pháp môn hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiển, biết rõ đạo lý mười pháp giới, đó là pháp giới của Phật, Bồ Tát Duyên Giác, thành phần trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đều thấu rõ tất cả pháp môn khác nhau. Thiện nam tử, ý của ngươi thế nào? Chuyển luân thánh vương thập phương chủ lúc đó, thiệu long hạt giống Phật, đâu phải là người nào khác, chính là Văn Thù Xứ Lợi đồng tử vậy. Vị dạ thần lúc đó giác ngộ ta là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiển. Lúc đó ta làm bảo nữ của vua, nhờ vị dạ thần đó giác ngộ ta, khiến cho ta thấy Phật, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Từ đó đến nay, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, không đọa vào cõi ác, thường sinh trong tất cả cõi trời người, thường gặp được chư Phật, cho đến ở chỗ Đức Phật Diệu Đăng Công Đức Tràng, ta đã được giải thoát đại thế lực Phổ Hỷ Tràng Bồ Tát này. Nhờ giải thoát này mà lợi ích tất cả chúng sinh như vậy. Thiện nam tử, ý của ngươi thế nào? Vị chuẩn luân thánh vương thập phương chủ lúc đó, thiệu long giống thánh của Phật, đâu phải là người nào khác, chính là Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát. Còn vị dạ thần lúc đó giác ngộ ta là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Lúc đó ta làm bảo nữ của chuẩn luân thánh vương, ta nhờ vị dạ thần đó giác ngộ, khiến cho ta thấy được Phật mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Từ đó đến nay, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ta không hề đọa vào các cõi ác, thường sinh trong tất cả cõi trời và người, hưởng vui thủ thắng vi diệu. Ta ở đâu cũng thường gặp được chư Phật, nghe pháp, thấy tăng, cho đến ở chỗ Đức Phật Diệu Đăng Công Đức Tràng, ta đã được giải thoát đại thế lực Phổ Hỷ Tràng Bồ Tát này. Nhờ giải thoát này mà ta lợi ích tất cả chúng sinh như vậy. Đây là vị dạ thần kết hội xưa nay. Thiện nam tử, ta chỉ đắc được môn giải thoát đại thế lực Phổ Hỷ Tràng Bồ Tát này, như các đại Bồ Tát ở trong niệm niệm đến khắp chỗ tất cả các Như Lai, sớm hướng vào biển Nhất Thiết Trí, trong niệm niệm dùng môn phát thú vào biển tất cả các đại nguyện, trong niệm niệm dùng môn biển nguyện, hết kiếp thuộc vị lai, niệm niệm sinh ra tất cả các hạnh. Trong mỗi hạnh, sinh ra số thần nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mỗi mỗi thần